Cách đây 3 tuần khi đang làm nhiệm vụ thì anh Võ Văn Đấu là điều dưỡng viên khoa điều trị bệnh viện tâm thần Tiền Giang đã bị bỏng rất nặng do bị bệnh nhân tâm thần hất xăng vào người. Hơi xăng bắt lửa từ lò hấp bánh ngay bên cạnh đó đã khiến cho anh trở thành ngọn đuốc sống. Quá trình điều trị cho anh Đấu được các y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy nỗ lực thực hiện. Diện tích bỏng tới 70% cơ thể với nhiều vùng bỏng sâu khiến anh Võ Văn Đấu bị sốc nhiễm trùng nặng, phải dùng kháng sinh mạnh. Ngay sau khi cấp cứu vào viện, các đồng nghiệp ở bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực điều trị nhưng do bị bỏng quá nặng, hiện anh đang trong tình trạng suy thận, phải chạy thận nhân tạo, lọc máu liên tục. Bỏng lối xăng là 56%, độ 2, độ 3, trong đó có 37% là độ sâu, mặt, cổ, thân, tứ chi, bỏng gần như toàn thân, kèm theo tình trạng sốc bỏng và suy thận cấp. Tai nạn đáng tiếc xảy đến với một người cán bộ y tế này khi anh nhận nhiệm vụ đến huyện Châu Thành, Tiền Giang để hỗ trợ khống chế một bệnh nhân đang bị kích động thần kinh, đòi đốt nhà. Dù lúc đó đã hết ca trực, anh Đấu cùng hai đồng nghiệp vẫn lên đường ngay vì biết rõ tính chất nguy hiểm khi bệnh nhân tâm thần đang lên cơn. Khi anh dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế thì bị bệnh nhân phản kháng quyết liệt, tạt xăng vào người, ngay gần chỗ lò hấp bánh, hơi xăng bắt lửa, trùm lên toàn bộ người của anh Đấu. Diễn tiến hiện tại là rất nặng, bệnh nhân vừa bị nhiễm trùng, nhiễm độc, nhiễm nấm máu, viêm phổi, suy thận cấp. Bây giờ bệnh nhân đang phải được chạy thận nhân tạo liên tục và bệnh nhân đang thở máy. Xót xa là cảm giác của tất cả mọi người khi chứng kiến điều dưỡng Võ Văn Đấu đang từng giờ từng phút giành giật cơ hội sống. Theo thông tin mà phóng viên Cuộc Sống Thường Ngày vừa chuyển về, thì ngay sau khi chúng tôi hoàn thiện phóng sự này thì điều dưỡng viên Võ Văn Đấu đã tử vong. Như vậy là sau hơn 3 tuần được đồng nghiệp cứu chữa và giành giật cơ hội sống thì anh đã không thể qua khỏi. Sự hy sinh của anh một lần nữa đã khiến cho chúng ta phải suy ngẫm về những cống hiến thầm lặng của mỗi người trong cuộc sống hôm nay. Vâng, đó cũng là một cái kết quả không ai mong chờ và rất là đau lòng phải không ạ? À.